Thái Nguyên hiện có nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản do nhà đầu tư tư nhân thực hiện. Bất động sản công nghiệp có nguồn cung khá, bất động sản nghỉ dưỡng tập trung các dự án lớn ở khu vực Hồ Núi Cốc nhưng đa phần chưa triển khai. Bên cạnh đó còn có bất động sản là quyền sử dụng đất do nhà nước đấu giá tại các dự án khu dân cư. Bất động sản là nhà, đất do người dân tự giao dịch hoặc thông qua môi giới. Thái Nguyên hiện có 3 sàn giao dịch bất động sản và 1 câu lạc bộ bất động sản. Từ cuối năm 2022 đến nay, tình hình kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này khó tiếp cận nguồn vốn. Đa số dự án đang triển khai đều ở tình trạng chờ đợi, tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục pháp lý dự án. Vì những cái vướng mắc pháp lý nó xảy ra ở Thái Nguyên từ năm 2018 đến bây giờ là thời điểm 2023 thì không phải là tính bằng tháng nữa mà chúng ta đã tính bằng năm, là mất 5 năm rồi. Khi đã gặp vướng mắc pháp lý dự án thì chủ đầu tư không thể là xin gia hạn được, mà bây giờ cũng là qua cái thời điểm mà xin gia hạn dự án rồi. Thế thì câu chuyện là nếu dự án sẽ phải được tiếp tục thì cái việc mà gia hạn tiến độ dự án trong cái thời điểm 24 tháng cũng rất là khó khăn. Bởi vì là theo luật đầu tư thì lúc đấy cũng không có cái cơ sở là bất khả kháng theo luật đầu tư để mà xin kéo dài tiến độ dự án được. Là cái câu chuyện mà cũng sẽ phải nhắc đến khi mà xin tiếp tục triển khai cái dự án. Và chúng tôi thì cũng không hiểu về luật lắm mà cũng đọc qua cái nghị định 01 ấy. Thì những cái dự án như bọn tôi là có thể được giao đất, nhưng mà không hiểu tại sao là không thấy giao đất, không biết nó vướng ở luật nào nữa. Nên khó khăn nhất của doanh nghiệp là đầu tư hạ tầng rồi, đền bù giải phóng mặt bằng gần hết rồi, đầu tư là bằng gần hết rồi, nhưng mà không được giao đất. Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp tại Thái Nguyên, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đưa ra những cách làm hay của các doanh nghiệp địa phương trong nước, đồng thời thông tin về những phân khúc bất động sản có xu hướng phát triển trong thời gian tới. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Thế nhưng mà dù sao thì có một số cái ưu đãi rồi, chúng ta hãy bắt tay vào, đồng hành cùng chính phủ, và đó là cái nhu cầu thiết yếu của người dân, phù hợp với cái thu nhập cũng như là nhà công nhân. Mà đặc điểm Thái Nguyên cũng là nhiều cái khu và cụm công nghiệp, thì chúng tôi cho rằng đấy là một cái mà chúng ta cần nhanh chóng chuyển hướng, cần nhanh chóng bắt tay cùng với địa phương để chúng ta thực hiện. Trong lúc mà các dự án đang vướng mắc tiếp tục giải quyết, ta bắt tay vào dự án mới. Mà dự án mới đấy thì theo tôi là trước hết nhà xã hội, nhà công nhân. Thứ hai là bất động sản du lịch, công nghiệp, lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Hiệp hội Bất động sản cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động phối hợp với chính quyền bám sát vào các điều luật quy định để vận dụng vào thực tiễn nhằm giải quyết các khó khăn trước mắt, ổn định tình hình kinh doanh, tạo đà vượt khó cho doanh nghiệp.